trần Nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết phần tin Hoa Kỳ quan tòa có tên là Napolitano đã lên tiếng và nói rằng việc mà tha nợ cho à, sinh viên của ông Joe Biden là bất hợp pháp và vi hiến ông tổng thống Joe Biden đã biết rằng ông ta không có cái quyền để tha nợ cho các mối món nợ của sinh viên và quyền lực này vốn nằm ở trong quốc hội về hiến pháp và ông ta rõ ràng đang phá là uh, vi phạm luật lệ. Đó là lời khẳng định của quan tòa Antio Napolitano đã nói với đài truyền hình Newsmax và no, đây không phải là vấn đề uh, 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 hợp pháp và nó cũng không phải là vấn đề của hiến pháp. Bà Nancy Pelosi đã chính thức nói chuyện này. Uh, trước đó, bà ta đã cũng lên tiếng và nói rằng là ông Joe Biden không có quyền hiến pháp để xóa đi trong cái món nợ của sinh viên. Và ông Tổng thống này đã rõ ràng vi hiến khi mà ông ta ký cái, cái xác lệnh hành pháp khi mà tha món nợ cho sinh viên lên tới 10.000 Mỹ Kim. Quý vị nhìn vào đây tất cả những ngân hàng có những cái món nợ à, với số tiền này và chính quyền đã hỗ trợ cho cái món nợ. Và nếu như chính quyền vẫn tiếp tục nói rằng họ à, là những kẻ nhận được món nợ này thì à, họ sẽ tha thứ từ 10.000 cho tới 20.000 Mỹ Kim và họ vẫn có tiền để trả cho những ngân hàng và số tiền này không thể được chi ra với cái tính mà không có cái sự đồng ý của quốc hội Joe biden là và đã từng làm ở thượng viện 37 năm ông ta biết điều này ông ta biết rằng nó vi phạm hiến pháp Tuy nhiên quan tòa Napolitano mô tả rằng cuộc bỏ phiếu Na giữa mùa ở năm 2022 này là ông Biden đang có tình trạng gọi là à, tìm cách gỡ gạt lá phiếu của ông ta và đây được xem là một trong những hành động mua phiếu của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa mùa. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất của quan tòa Napolitano giữa lúc mà phía đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản ứng gây gắt khi mà Joe Biden quyết định tha bổng khoảng 10.000 Mỹ Kim cho các món nợ của các sinh viên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì tòa Bạch Ốc nói rằng việc mà tha nợ cho sinh viên sẽ chi phí tốn phí khoảng 24 tỷ Mỹ Kim một năm. Việc mà tha nợ 10.000 Mỹ Kim cho các món nợ của sinh viên à, cho hàng triệu người đang mang nợ thì có thể à, gây tổn phí lên tới 24 tỷ Mỹ Kim một năm ít nhất trong cái tam cá nguyệt của năm tới đó là lời khẳng định của phía tòa Bạch Ốc và với 75% À, đã có cái à, tổng thống đã hủy bỏ cái việc này và để, quý vị nhìn thấy cái mức trung bình thì có khoảng tốn khoảng 24 tỷ Mỹ Kim một năm Đó là lời phát biểu của Catherine à, John pierre đã nói với đài truyền hình CNN ngày hôm nay Tuy nhiên thì các cái à, phía đàng hoàng cho biết là phải tốn phí lên tới 500 tỷ Mỹ Kim Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay Mark Zuckerberg ông chủ của công ty Meta mà trước đó là công ty Facebook đã lên tiếng thú nhận là công ty Facebook đã ngưng lại tất cả những cái tin tức liên quan tới cái laptop của Hunter Biden sau khi mà cơ quan FBI đã tới gặp gỡ và công ông ta ở tại công ty người sáng lập công ty Facebook là Mark Zuckerberg đã thú nhận ngày thứ năm là công ty Meta của ông ta đã ngưng lại và không cho các cái tin tức liên quan tới cái laptop của Hunter Biden được à, phát tán ở trên cái à, à, mạng xã hội à, vài tuần lễ trước khi có cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sau khi mà có cái chuyến viếng thăm của cơ quan FBI và điều mà họ nói rằng họ tới và nói với chúng tôi rằng là có một số quý vị đều biết là có một số những cái báo động cao chúng tôi à, nghi ngờ là nga đã có chiến dịch tuyên truyền trong năm 2016 và chúng tôi à, thông báo về cái căn bản à, có thể có những cái tin tương tự như vậy và có thể sẽ là một cái cuộc gọi là hướng dẫn sai lạc về tin tức ông Zuckerberg đã phát biểu trên chương trình Joe Rogan Experience à, vào ngày thứ năm trong đó thì ông ta nói rằng là công ty Facebook đã hoàn toàn ngăn và cản tất cả những cái tin tức liên quan tới cái laptop của Hunter Biden và công ty Facebook đã ngưng lại ta và giới hạn rất nhiều việc mà phát tán những cái thông tin này và trong bài năm tới 7 ngày căn bản là họ cho rằng đây là tin giả và trong đó thì Facebook đã phải giảm đi cái việc mà gọi là cho cái phép cái tin này được đưa ra và trong đó ông ta đã trả trả lời với lại ông Joe Rogan và ông Rogan lên tiếng và nói rằng làm cách nào thì có cái cách gọi là giảm đi thì ông ta này ông ta nói rằng là chỉ giảm đi một ít và nhiều người đã nhìn thấy được là cái bản tin này chúng tôi nghĩ rằng à, FBI và chúng tôi cần phải đáp ứng tất cả những cái tính chuyên nghiệp của các nhân viên công lực khi mà họ nói với chúng tôi rằng cần phải quản lý và tôi đã à, tôi đã có một cái thái độ tương đối là nghiêm túc trong vấn đề này. Đây là lời thú nhận của Hunter Biden sau khi mà cái laptop của Hunter Biden đã được bộ tư pháp xác nhận là sự thật và không phải là tin giả từ phía Nga tung ra. Trước đó thì họ nói rằng đây là của Nga tung ra và tin giả và kêu gọi tất cả các cơ quan truyền thông xã hội đóng lại tất cả những cái tin liên quan tới Hunter Biden. Và trong đó gần như là và các công ty mạng xã hội đã cấu kết với đảng Dân Chủ và bịch lại tất cả những cái tin này trước khi có cái ngày bầu cử năm 2020. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Che Kushner, một trong những đứa con rể của cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng ông Trump thật sự là một mối đe dọa cho những cái bãi đầm lầy ở Washington DC với lời phát biểu mới nhất của Jay Kushner nói với lại tất cả các giới truyền thông đã phỏng vấn ông à, anh và nói rằng ông Trump và chính quyền của ông gần như là đã có một cái à, mối đe là một cái mối đe dọa đối với bãi đầm đầy ở Washington DC. Điều tuyệt vời là chính quyền của ông Trump đã thực hiện được một số những vấn đề mà người dân đã nhìn thấy và những gì chúng ta thấy được một nhóm người đã tụ tập lại và họ đã có những cái phản đối và đồng thời họ tìm cách loại trừ ông Trump ra khỏi cái chính trường của Hoa Kỳ bởi vì họ xem ông là một trong những nhân vật nguy hiểm gây à, à, thách thức và đe dọa tới bảy đầm lầy của họ và trong đó thì người chồng của ivanka nói với lại đài truyền hình rằng ông trump đã phá vỡ những cái vòng tròn lẫn quẩn mà đảng dân chủ vẫn thường sử dụng với lại đảng cộng hòa để tìm cách loại để tìm cách gọi là cấu kết và tạo ra một tình trạng tham nhũng ông đã không được chấp nhận bởi cái cách chơi của washington và những tiến trình của họ do đó họ phải tìm đủ mọi cách loại trừ ông bất kể là bên đảng dân chủ hay đảng cộng hòa và tôi nghĩ rằng tôi và trump chưa bao giờ à, sợ hãi và chúng tôi chưa bao giờ à, đứng về phía tả hay phía hữu mà chúng tôi chỉ nhắm vào vấn đề là làm sao phục vụ cho đất nước tốt hơn trong đó À, những người à, những cái bãi đầm lầy ở đây thì họ lại muốn chúng tôi đi theo tiến trình và làm việc theo cái quy tắc của họ và cái quy tắc này gần như là một sự cấu kết và đồng lõa để mà có thể thao túng lên cái uh, nền chính trị của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời phát biểu khá mạnh mẽ của Joe Kushner sau nhiều năm anh giữ im lặng và chưa lên tiếng và bây giờ anh bắt đầu lên tiếng sau cuộc đột kích quá tay của đa FBI nhắm vào cái nhà riêng của cựu tổng thống Trump tại Malago và nói ông nói rằng nếu như bây giờ thân phụ của tôi tức là ông trump tức là nhạc phụ của anh mà tuyên bố rằng ông sẽ không còn dính líu tới chính trị thì tất cả mọi việc tấn công của ông sẽ chấm dứt ngay lập tức và đây được xem là một trong những cái sự cản trở và tìm cách loại trừ ông ra khỏi chính trường tại hoa kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay Cùng một lượt thì Bộ Quốc phòng và cơ quan NSC đã bắt đầu thành lập một cái toán an ninh để bảo vệ cho cái gọi là cuộc bầu cử giữa mùa năm 2022 một sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Cơ quan An ninh Quốc gia sẽ đoàn kết lại để mà bắt đầu giám sát cái cuộc bầu cử năm 2022. Đây được xem là một trong những cái cuộc tham gia chung của hai cơ quan này trong cái tổ chức gọi là US Cyber Command tức là trung tâm chỉ huy về không gian mạng trong đó thì cái cơ quan NSC tức là cơ quan an ninh quốc gia sẽ đưa ra nỗ lực gọi là bảo vệ cho cái cuộc bầu cử nội địa trước sự can dự của nước ngoài chúng ta đã thấy rõ và chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện chuyện này và chúng tôi sẽ có sự phối hợp với nhau đó là lời phát biểu của tư lệnh à, lục quân là paul macason à, chỉ huy trưởng của cái lực lượng us cybercom tức là cái lực lượng được xem là à, chống không gian mạng và kể cả giám đốc điều hành của cơ quan nse à, cùng một lượt chúng tôi sẽ đoàn kết và đưa ra nỗ lực ngăn chặn bất kỳ một quốc gia nào mà xen vào cuộc bầu cử của hoa kỳ cuộc đây là là họ đã được thành lập từ năm 2018 sau khi mà có báo cáo về cuộc xen vào bầu cử năm 2016 từ phía nga và đầu năm nay thì cả cả hai cơ quan này cho biết là họ sẽ bắt đầu thành lập một cái toán an ninh để có thể đối phó với những cái hoạt động từ nước ngoài nhằm gây ảnh hưởng vào nền chính trị của hoa kỳ đặc biệt là cuộc bỏ phiếu sắp tới đây đây được xem là một cuộc phối hợp mới nhất nằm ở trong cái nhóm gọi là election security group tức là gọi là es và trong đó sẽ chịu trách nhiệm trong việc báo động tình trạng mà ngoại quốc có thể xen vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. À, đây được xem là một trong những cái nỗ lực mới nhất của phía cơ chính quyền liên bang nhằm mà bảo đảm cái tính chất bầu cử của tháng 11. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump lên tiếng và nói rằng cuộc tấn công vào Maalago là một à, quốc gia dường như là vô luật pháp cựu tổng thống trump đã lên tiếng chỉ trích cuộc đột kích của fbi vào ngôi nhà của ông ở tại Mar-a-Lago, Florida và gọi rằng đất nước mỹ bây giờ đã không còn là một đất nước có luật pháp lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà có cái bản gọi là tuyên thệ đã được edit tức là đã được ráp nối và đã được cắt xén của fbi được công bố vào ngày hôm nay chiều hôm nay thứ sáu trên trang mạng xã hội của ông là true soso ông nói rằng tình trạng mà tìm cách gọi là phá hủy nền chính trị và có những thái độ côn đồ không có một cái à, một cái quyền lợi nào dành cho cái presidential record act tức là một cái đạo luật liên quan tới tổng thống họ đã xông vào malago và đã đánh đi đã lấy đi tất cả mọi thứ bao gồm passport và những cái tài liệu riêng tư họ luôn họ càng họ cũng phá luôn cái cái cái, cái thùng đựng an toàn của tôi và quý vị có thể tin tưởng rằng họ làm tất cả mọi thứ với một lý do và bây giờ chúng ta đang sống trong một đất nước không có luật pháp và những gì đang xảy ra nó là một cái đất nước thất bại và trong một cái post khác ông nói rằng phải à, tiếp tục đóng góp và tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở lại với trái tim của quý vị mạnh mẽ hơn à, cả bao giờ hết và đây là lời phát biểu của cựu tổng thống trump trong đó thì à, một quan tòa liên bang trong ngày thứ năm đã ra lệnh bộ tư pháp là sẽ công bố một cái bản à, tuyên thệ mà để đột kích vào nhà nhà của tổng thống trump tuy nhiên bản này lại được edit tức là sẽ được che giấu đi một phần à, cái thông tin ở trong đó mà à, mà quan tòa Bruce Rehart đã ra lệnh là phải công bố cho công chúng sau khi có áp lực của nhiều cơ quan truyền thông và giới dư luận cũng như các thành viên trong quốc hội và kể cả luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một tổ chức chiến lược cho biết có 14 tiểu bang đã cải thiện về tính chất minh bạch của cuộc bầu cử. Giữa lúc cuộc bầu cử giữa mùa đang tiến tới gần thì 14 tiểu bang đã cải thiện cái tính chất minh bạch trong cuộc bầu cử ở các tiểu bang của họ. Theo tường trình của tổ chức có tên gọi là Heritage Foundation, tổ chức chiến lược này trong thời gian gần đây đã công bố một số dữ liệu trên online, trong đó cho thấy rằng nhiều tiểu bang đã bắt đầu thúc đẩy tính chất minh bạch và cải thiện tất cả những cái mức độ bầu cử vốn đã bị tệ hại từ năm 2020. À, trong đó thì Jack Smith được xem là một trong những nhân vật đại diện pháp lý của tổ chức Heritage Foundation cho biết là hiện nay có ít nhất là 14 tiểu bang đã có những cái uh, cải thiện rất nhiều về cái uh, cung cách và phương thức để mà tham gia bầu cử và trong đó họ chấm điểm từ 1 cho tới 100 điểm và trong đó gần như có 14 quốc gia đã cải thiện khá nhiều và những quốc uh, 14 uh, tiểu bang và trong đó thì uh, những tiểu bang nào mà có được cái uh, đòi hỏi cái thẻ cử tri hoặc là cái uh, uh, thẻ uh, ID thì được tăng thêm 20 điểm và trong đó có tới 14 tiểu bang và đứng đầu là tiểu bang Tennessee. Là đã có một cái chính sách rất rõ ràng trong vấn đề bầu cử và buộc tất cả những người đi bầu phải có thẻ ID hoặc là voter ID à, Trong đó thì à, một trong những cái nơi mà được xem là tổ chức non-profit có tên gọi là True of the Vote đã nói với lại báo chí rằng ở tại Texas cũng đã có những cái cuộc cải thiện và trong đó sẽ khẳng định sự rõ ràng trong các cái vấn đề bầu cử và 14 tiểu bang này à, đã được cải thiện trong đó thì à, phía Missouri và Oklahoma đã tăng thêm được 8 điểm trong khi đó thì sau Carolina có thêm được 5 điểm. Các tiểu bang còn lại đã tăng lên 3 điểm, trong đó có Kentucky, Virginia, Pennsylvania, South Dakota, Utah, Nebraska. À, và Nebraska còn những quốc những tiểu bang mà được tăng thêm 2 điểm, gồm có Wisconsin, Kansas, Arizona, West Virginia các các tiểu bang này được xem là đã được tăng cái điểm khi mà họ có tính chất về à, gọi là cuộc à, cái điểm về cái tính chất minh bạch của cuộc bầu cử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay sau khi dẫn đầu nỗ lực ban cấm tất cả các thành viên trong Quốc hội à, để à, tiếp cận và mua bán cổ phiếu thì chính bản thân của Ocasio-Cortez thừa nhận rằng chính bà ta đã vi phạm các luật lệ về tài chính Nữ dân biểu Alexandria ocasio người trong thời gian vừa qua đưa ra nỗ lực là buộc tất cả thành viên trong quốc hội của cả lưỡng đảng không được phép mua bán cổ phiếu khi còn là dân biểu trong quốc hội, đã thừa nhận thông qua một phát công viên là bà ta đã không đáp ứng được cái yêu cầu công bố về tài chánh khi mà bà ta vẫn còn nằm trong quốc hội dưới cái đạo luật gọi là 2012 Stock Act trong đó là giám sát về việc mà các thành viên quốc hội phải báo cáo đầy đủ tất cả những cái uh, việc chuyển ngân của họ hoặc là mua bán cổ phiếu và ocasio conte người đã từng uh, uh... À, có những cái hành động gọi là vận động không cho phép tất cả những thành viên trong quốc hội có thể mua bán cổ phiếu đã không công bố đầy đủ tất cả những cái việc mua bán của bà ta trong ngày 13 tây tháng 8 và bà ta đã không công bố đầy đủ và trong một bản minh đã được à, tờ Washington Examiner và cho cho thấy thì à, bà ocasio konte à, đã nói chuyện với lại à, à, và người đặc trách về viện về truyền thông của bà ta, trong đó nói rằng bà ta vẫn đáp ứng đầy đủ tất cả các cái quy tắc nằm trong cái đạo luật stock Act, mà trong đó họ có 30 ngày để mà hoàn tất Tuy nhiên thì bà này đã không nộp lên Và cuối cùng thì bà này đã bị phạt khoảng 200 Mỹ Kim Đây được xem là một trong những cái nhân vật cực tả Đã có những cái hành động được xem là kêu gọi mọi người Là phải minh bạch trong vấn đề tài chánh khi còn là dân biểu quốc hội Nhưng chính bà ta đã vi phạm đạo luật tài chánh của quỹ ban bầu cử Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới á châu ngày hôm nay nhân vật đặc trách về chính sách đối với trung quốc hàng đầu của đài loan đã viếng tâm hoa kỳ và sẽ gặp gỡ với các viên chức của hoa kỳ Lãnh đạo chính sách về Trung Hoa lục địa của Đài Loan sẽ viếng thăm Hoa Kỳ và gặp vỡ với các giới chức và nói chuyện trong một tổ chức chiến lược để thúc đẩy sự hỗ trợ cho đảo quốc này. Phía của Đài Loan cho biết như trên. Trong đó thì người đứng đầu của cái tổ chức đặc trách về Trung Hoa lục địa là Bộ trưởng Chiu Tai San sẽ phát biểu ở trong một cái tổ chức chiến lược tại Hoa Kỳ có tên gọi là Brook. Kings Institute vào ngày 6 tây tháng 9 và sau đó thì ông cũng sẽ nói chuyện với lại một cái tổ chức khác là Center for New American Security và đây là một cái hội nghị lần thứ 13 của tổ chức chiến lược này của Hoa Kỳ trao đổi tất cả những cái chính sách về chính trị trong tất cả những cái vấn đề trên quốc tế và ông Chiêu được biết là dự tính sẽ gặp gỡ với một số viên chức Hoa Kỳ sau khi mà ông ta tới Hoa Kỳ à, mà tuy nhiên à, chi tiết thì không được cho biết rõ tuy nhiên <laughs> việc này đã bị à, Trung Quốc phản đối khá mạnh mẽ khi mà Đài Loan đã có những cái tiếp cận gần gũi với Hoa Kỳ đặc biệt là trên chính trị quốc tế Đài Loan là một trong những cái à, 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 vùng, vùng lãnh thổ quan trọng ở khu vực và chúng tôi không thể à, à, không thể là có những hành động kêu khích và chúng tôi cố gắng duy trì cái thái độ ôn hòa và chúng tôi vẫn tiếp tục tìm đủ mọi cách để mà duy trì bảo vệ cho cái nền dân chủ tự do cùng một lượt giữ nguyên hiện trạng trên eo biển đài loan hoa kỳ vẫn chưa có một cái bình thường hóa quan hệ ngoại giao với đài loan Tuy nhiên thì luật lệ cho phép là đảo đảo quốc này có thể à, nhận được sự hỗ trợ về quốc phòng của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì à, phía Hoa Kỳ cũng cho phép các viên chức của Đài Loan và của Hoa Kỳ được phép thăm viếng lẫn nhau mà không cần phải à, thông qua bất cứ ai. Đây được xem là cái luật mà cựu tổng thống Trump đã ký năm 2018 sau khi mà có sự đối đầu với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay thì à, một tàu tuần tra của Hoa Kỳ, tức là tàu tuần duyên của Hoa Kỳ đã bị từ chối nhập và cập vào bến cảng quần đảo Solomon cho thấy Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng cái việc gọi là à, kiểm soát khu vực ở à, phía Nam Thái Bình Dương. Bản tin mới nhất từ ở phía uh, Đà Nam Thái Bình Dương cho biết, một chiếc tàu tuần duyên của Hoa Kỳ có sứ mạng quốc tế là đối phó với tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp đã không thể đậu vào uh, cái uh, cái đảo, cái bến cảng của Solomon theo như dự tính và đã bị từ chối. Chiếc này là chiếc Oliver Henry vốn là đang có một cái chiến lược tuần duyên ở tại khu vực uh, Nam Thái Bình Dương và quan sát tất cả những hoạt động ngư nghiệp tại đây. Uh, trong ngày thứ sáu trên nguyên tắc Họ sẽ dừng lại ở cái bến cảng có tên gọi là Wadakano à, thuộc quần đảo Solomon. Tuy nhiên, họ đã bị từ chối à, và là người đứng đầu của cái à, tàu tuần dương này là Kristin Kam đã nói với lại à, báo chí cho biết như trên, vẫn chưa biết lý do từ phía chính quyền của Solomon tại sao lại ngăn cản không cho chiếc tàu này mặc dù đã có sự cần phong từ trước khiến cho chiếc Oliver Henry này phải di chuyển qua Papua New Guinea đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất cho thấy rằng quần đảo Solomon với vị thủ tướng thân Trung Quốc đã gần như ngăn cản và không để cho phía chiếc tàu của Hoa Kỳ mặc dù đã cần phong trước trước đó thì lực lượng hải quân của Anh cũng cho biết rằng là họ đã bị từ chối không được đậu vào cái đảo của Solomon sau khi mà họ đã có tờ, cuộc nói chuyện trước đây và rõ ràng đây là sự thao túng và sự ngăn cản và điều này đến từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh đã có sự gia tăng sự hiện diện của họ về quân sự ở khu vực Nam Thái Bình Dương và ông thủ tướng của quần đảo Solomon được xem là nhân vật cực tả và có thái độ thân thiện với nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu có những cái báo động đối với Hoa Kỳ và đồng minh khi ông này mở cánh cửa cho Trung Quốc có thể đặt căn cứ quân sự và đưa lực lượng quân sự của họ vào đảo quốc này. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay thì à, người thủ tướng đã bị ngưng chức là ông Prayuth của Thái Lan cho biết ông vẫn sẽ tiếp tục à, cầm à, sẽ tiếp tục trong vai trò gọi là bộ trưởng bộ quốc phòng. Bản tin mới nhất cho biết là thủ tướng bị đình chức là ông Prayuth à, Chan Oka trong ngày hôm nay trên tiếng trên mạng xã hội cho biết là ông vẫn tiếp tục vai trò của ông ta trong vai trò bộ trưởng quốc phòng và sau khi mà ông ta đã bị tòa án ra lệnh là phải ngưng lại cái chức vị thủ tướng của ông ta sau khi mà ông ta đã vượt quá cái thời hạn cho phép tôi vẫn tiếp tục trong trách nhiệm và trách nhiệm của tôi ở Bộ Quốc phòng trong vai trò Bộ trưởng Quốc phòng cho người dân của Thái Lan mỗi một ngày. Ông Prayut đã phát biểu ở trên trang Twitter ngày hôm nay sau khi mà có phán quyết của tòa án đã đưa ra. Bên cạnh đó thì ngày hôm qua thì tòa án của Thái Lan cho biết rằng là họ đã phải ngưng lại cái nhiệm vụ thủ tướng của ông này sau khi mà có một cái cuộc đảo chánh vào năm 2014 trong đó phía quân đội tạm thời nắm quyền của chính quyền dân sự. Tuy nhiên theo hiến pháp của Thái Lan thì là việc nắm quyền này không quá 8 năm và từ năm 2014 tới bây giờ đã đủ 8 năm và ông ta trên nguyên tắc là không được phép trở thành à, tiếp tục trong vai trò thủ tướng và bây giờ thì ông ta quay lại với vai trò bộ trưởng quốc phòng của Thái Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của ở à, châu ngày hôm nay. Trong khi đó, một bản báo cáo từ tờ New York Times lên tiếng và cho rằng việc mà Trung Quốc ngăn chặn có thể dẫn tới tình trạng mà buộc Đài Loan phải đầu hàng. Đây là một trong những cái lời nhận định từ tờ New York Times. Trung Quốc mà có thể áp dụng đạo luật phong tỏa Đài Loan để áp lực có thể dẫn tới một cái cuộc chiến toàn diện, tuy nhiên cũng có thể dẫn tới việc mà Đài Loan sẽ đầu hàng với lại phía Trung Quốc. Đó là lời nhận định của tờ báo New York Times, một tờ báo cực tả tại Hoa Kỳ. Trong cái bài báo này thì nói rằng nếu như mà phía Trung Quốc gửi tất cả những tiềm thủy đỉnh tới gần bến cảng của Đài Loan, Trung Quốc có thể ngăn cản tất cả các tàu chở hàng đi ra vào ở khu vực này, cũng như các chiến đấu cơ và các hỏa tiễn của họ có thể sẽ đe dọa tới những cái chiến hàng và điều này có thể phong tỏa bất kể có sự đối phó của Hoa Kỳ và đồng minh. Và nếu như mà có một cái cuộc phong tỏa toàn diện thì Trung Quốc có thể bắn cả rơi bất kỳ một chiếc máy bay nào bằng các cái hỏa tiễn gọi là địa đối không của họ hoặc là từ kể cả việc mà bắn hỏa tiễn tới căn cứ của quân sự của Hoa Kỳ ở tại Guam và ở tại Nhật Bản, à, trong đó trong cái chiến dịch đây sử dụng cái chiến dịch gọi là tuyên truyền à, tung tin giả và cuộc chiến này sẽ có thể à, bao vây Đài Loan và có thể gây e ngại cho người dân Đài Loan. Đây được xem là một trong những bài báo do phía của đôi New York Times đưa ra và phía Đài Loan lên tiếng đặt câu hỏi rằng tờ báo này có phải viết theo đơn đặt hàng của Trung Quốc để đe dọa đảo quốc Đài Loan hay không? Đây được xem là một trong những cái bài báo mới nhất mà tờ New York Times đưa ra. Nhằm mục đích gây sợ hãi cho người dân Đài Loan Trước tình trạng đe dọa của Trung Quốc Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Trung Quốc Cùng một lượt Đài Loan lại phát hiện ra 15 chiếc máy bay quân sự Và 4 chiếc tàu chiến của Trung Quốc Xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của họ Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết là họ đã phát hiện ra ít nhất 15 chiếc máy bay quân sự và 4 chiếc tàu chiến vẫn tiếp tục ở xung quanh đảo quốc Đài Loan vút 5 giờ chiều ngày thứ Năm 25 Tây. Trong 15 chiếc này là 15 chiếc máy bay của lực lượng quân sự và không quân của Trung Quốc. Trăm chiếc đã băng ngang qua lằn ranh đỏ ở eo biển Đài Loan, bao gồm 3 chiếc Sukhoi Su-30 và kể cả 2 chiếc bomber là JX-7 à, theo tường trình của phía Bộ Ngoại Quốc phòng Đài Loan. Và trong khi đó thì bốn chiếc gọi là chiến đấu cơ J11 đã bắt đầu quan sát ở phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngay sau đó Đài Loan đã gửi các cái máy bay tuần tra của họ, các chiến thuyền của họ và sử dụng hệ thống hỏa tiễn bảo vệ cho đảo để mà tìm cách loại trừ và trục xuất những chiếc này ra khỏi khu vực này trên. Đây được xem là một trong những cuộc xâm nhập mới nhất của Trung Quốc giữa lúc mà Martha Blackburn là thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đang có mặt tại Đài Loan trong chuyến viếng thăm kéo dài ba Ngày. đó là bản tin liên quan tới tình hình của eo biển Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay thì Nhật Bản đã chính thức mời Đài Loan tham gia vào cái lễ tang lễ của cựu thủ tướng Shinzo Abe người đã bị ám sát trước đây Bản tin mới nhất cho biết Đài Loan đã chính thức mời Đài Loan và 195 nhà ngoại giao đồng minh trên thế giới trong ngày 27 Tây sẽ tham dự tang lễ của cố Thủ tướng Abe Shinzo theo tường trình được đưa ra ngày thứ sáu Ông Abe, người đã bị ám sát vào ngày 8 tây tháng 7 vừa qua trong một cuộc rally về bầu cử và trong đó kẻ ám sát ông được xem là có mối thù với một cái tôn giáo tại Nhật Bản và trong đó thì sau cái chuyến sau cái chết này thì dường như là phía Nhật Bản đã bắt đầu có những cái thái độ khác với phía Trung Quốc. Có khoảng 6.400 khách trên toàn thế giới sẽ được mời trong cái tham dự cái tang lễ này tại Tokyo. Trong đó bao gồm luôn Phó Tổng thống Hoa Kỳ là bà Kamala Harris, Thủ tướng của Ấn Độ là ông Modi cũng như là cựu thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel theo tường trình của tờ báo GG tại Nhật Bản cho biết như trên và trong buổi lễ này thì sẽ có một cái thủ tục của quốc tán của phía Nhật Bản trong đó ông được xem là một thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản đã được cử hành quốc tán sau khi mà ông đã bị qua đời và tổng số chi phí cho cái tang lễ này lên tới khoảng. 1.82 triệu Mỹ Kim. Đài Loan vẫn chưa cho biết là ai sẽ người là người đến tham dự. Tuy nhiên thì Phó Tổng thống Lai Chinh Tê à, vốn là người thường xuyên đã bay tới Đài Loan có thể sẽ là người được chọn để tham gia vào cái tang lễ của à, cựu Thủ tướng Shizu Abe. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế và Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay nhiều cái à, cây xăng tại Việt Nam đồng loạt đe dọa sẽ nghỉ bán là bởi vì họ bị tu lỗ và không đủ xăng để cung cấp sau khi có áp lực từ phía Bộ Công Thương. Đây được xem là một trong những cái cuộc phản đối khá gay gắt của những cây xăng. Họ nói rằng họ sẽ nghỉ bán với lý do là không muốn ôm hàng một cách khó khăn hoặc là có những cái gọi là chiếc khấu âm tức là có những cái lỗ lã trong việc mà họ bán xong rồi ngày hôm sau giá tăng giá xăng tăng cao hơn khiến họ rơi vào cảnh thua lỗ. Được biết là có tới khoảng 29.000 cây xăng ở trên toàn quốc à, gần như đa số trong số này đều đã lập đơn là xin tạm nghỉ thời gian để mà à, chấn chỉnh lại cái à, việc buôn bán xăng của họ và họ đã gửi chính thức một cái văn thư cho bộ công thương ngay lập tức thì bộ trưởng bộ công thương đã lên tiếng và nói rằng thiếu xăng dầu là vô lý. Nguyễn Hồng Diên, người đã được xem là nhận được lá tư của 29.000 cây xăng trên toàn quốc và nói rằng ông ta không tin rằng thị trường khan hiếm xăng là vô lý. Và trong đó thì ông ta lên tiếng và nói rằng À, sẽ trừng phạt đối với lại những cây xăng nào mà mượn danh nghĩa là thua lỗ hoặc là không đủ xăng để mà à, đóng cửa trong đó thì ông ta nêu ra cái à, nhà máy Bình Sơn và Nghi Sơn có tới 3 triệu ba 3, 3 mét à, triệu à, mét vuông xăng dầu à, dự trữ trong đó cộng thêm nguồn nhập khẩu nhập khẩu và ông ta cho rằng không có thiếu xăng tuy nhiên thì các cây xăng cho rằng họ không đủ nguồn cung cấp và không muốn đi giành giật trong việc mà mua xăng về bán à, trong đó bao gồm luôn cả chủ tịch của hiệp hội xăng dầu việt nam bùi ngọc bảo nói rằng cho thấy rằng là rõ ràng có cái việc mà gọi là giá xăng đã bị tăng lên xuống bất ngờ và đồng thời nguồn cung cấp đã không đủ khiến cho nhiều cây xăng tại việt nam đe dọa là sẽ đóng cửa khiến cho bộ công thương phải lên tiếng đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng và bắt đầu kiểm soát lại tất cả những nghệ sĩ rời khỏi Việt Nam dù đi du lịch, đi trình diễn hay đi ra nước ngoài. Đây là một trong những cái phản ứng đầu tiên của Cộng sản Việt Nam sau khi có trường hợp hai nghệ sĩ Việt Nam vướng vào tội tấn công tình dục ở tại Tây Ban Nha. Và bây giờ thì cái gọi là Bộ Văn hóa Thông tin của và Thể thao của Việt Nam đã lên tiếng và yêu cầu các nghệ sĩ khi đi ra nước ngoài phải giữ quốc thể và không thể làm những điều mà được xem là vi phạm vào cái quốc thể trong đó thì làm xấu hình ảnh quốc gia đây được xem là một trong những cái lên tiếng của cộng sản việt nam điều này có nghĩa là bắt buộc các nghệ sĩ của cộng sản việt nam khi ra ngoài phải mang biểu tượng của cộng sản việt nam ra nước ngoài bao gồm luôn cả cờ và quy hiệu quốc gia hay là họ có, có, phải có những cái hành động gọi là thổi phòng bơm hoặc là tô hồng cho cái đảng cai trị tại Việt Nam nó là giữ thể diện cho quốc gia nhưng thực tế là giữ thể diện và phải có trách nhiệm tăng lăng xe tô hồng cho đảng cộng sản Việt Nam khi mà họ đi ra nước ngoài đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, tình trạng lộng hành ở địa phương đã lên tới mức cao cao nhất ở tại Việt Nam sau khi mà có một số người ở Quảng Ninh nói rằng tòa nhà của họ đã bị cúp điện, cúp nước sau khi mà họ có những cái thỏa thuận chưa được đạt được với lại cái nơi cho thuê mướn bảy năm vẫn chưa có một cái um, gọi là một cái uh, cuộc thương lượng và thỏa thuận trong vấn đề thuê mướn mặt bằng và cuối cùng thì uh, cái công ty mà thực hiện cái việc mà cho thuê mướn này đã bất ngờ cắt điện và cắt nước hành động cắt điện và cắt nước này ở những quốc gia tây phương được xem là hành động tội ác nhưng ở việt nam thì nó được xem là hành động rất bình thường và các công ty này sẵn sàng dùng cái chiêu cắt đường cắt niết các nước để mà ép tất cả những người thuê này phải đồng ý những cái điều kiện của họ đưa ra trong việc thuê những cái mặt bằng và đây được xem là một trong những cái hành động đối với nước ngoài được xem là tội ác nhưng đối với Việt Nam đó trở thành một cái công cụ cho những kẻ mà lợi dụng cấu kết với chính quyền địa phương và các cái công ty điện nước ở địa phương để mà quy hiếp đối với những người làm ăn nhỏ tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình tại Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong và chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!